Lần đầu tiên tự làm nến thơm và cái kết. Vẽ vời nhiều chán rồi cho nên là hôm nay tôi sẽ trải nghiệm đi làm nến thơm. Đầu tiên là phải đóng một bộ đồ thật loè loẹt. Và đó là một chị gái xinh xắn đi cùng. Đi vào trong một căn nhà cũ ơi là cũ. Và chúng ta sẽ đến một công xưởng chuyên sản xuất ra nến thơm. Đây là nến hay là bánh vậy? Đây là một cái workshop làm nến thơm. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải chọn muối tinh dầu nè, chọn màu nến nè, và trải qua rất là nhiều những công đoạn khác. Và những việc này thì đẹp trai xinh gái mới làm được. Thì cuối cùng tôi cũng đã làm xong được một cái nến thơm custom của riêng tôi. Nhìn cũng khá là xinh ấy chứ. Làm vài con ảnh check in luôn. Nói chung là cũng khá vui, rất hợp để mà đi hẹn hò đấy. Đi chưa là còn có quà mang về, vui thế còn gì. Vậy là vừa rồi tôi đã thử.